cái anh đó anh kêu anh chỉ chuyện rắn á. Cũng ngay cái hang này đi, xảy đi rắn này mà thấy đuôi rồi mà bắt không được đi mà. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Anh hai, thằng anh hai chào với anh hai. Chào cả nhà nha cả nhà. Ở sau lưng mình có chỉ. À, chỉ. Chào cả nhà. Nay lì ghê không? Qua đi đã, nay đi tiếp. Qua đi chưa đã. Chào bò. Cái gì cũng ủng bên đó đó. Giống bận ghê. Lại xảy nữa. Ếch. Thì lần trước xảy rắn hổ hành, lần này xảy ếch. Chảy, cưng đi có sâu á, bắt cho anh hai chị đem về cho chim ăn chảy. Bắt cho anh hai. Bắt bụm lên vậy nè, đưa anh hai. Cái gì? À, con cua cả anh Giang. Cua cả bá luôn rồi anh Giang. Cua anh Giang. Lọt rồi. Ốp. Ốp. Ốp bọn nổi vậy. Ốp hả? Mà cái ốp này. Buổi trưa đó. Làm bỏ con cua đâu lụm luôn chứ bỏ gì Giang ca. Nãy thì quên giới thiệu khu vực này của xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ở mé dưới đây cái cách con lộ này nè khoảng chừng 500m nữa là tới biển này, tại biển Tân Điền. Lên kiếm đi, kiếm cục thịt. Hồi nãy mình có nhận một cuộc gọi, đang trên đường đi có cuộc gọi của cái anh nào ở xã Tân Lân. Anh nói anh thấy con rắn nó lú đầu ra trong cái nhà anh á. Anh mới lấy cái lưới anh ém lại rồi. Rồi anh điện anh gọi nhóm mình chạy ra qua. Nhưng mà mình vừa định đi qua cái điện, anh sơ điện 3 lần không được. Thi bao không à? Mới nhận cuộc gọi của ảnh là giọng nam rõ ràng mà điện trở lại 3 lần giọng nữ không. Ừ. Đi về qua có đau chân không chị? Dạ. Về đau chân không? Dạ. Tốt, sức khỏe tốt quá ta. Dạ, tốt. Anh thường rồi chứ. Dạ.
nè rồi. Đây rồi. Đừng có đạp cỏ không? Còn nữa. Vô đi. Không bự đâu. Không bự gì mấy. Đủ ăn. Đứng bên này nè anh ba, mình dò nó chung luôn. Cái con này đứng sững lên luôn. Cái con cỏ, con cỏ đứng sững. Cái rễ cỏ. Nó ra. Nó là phải rễ mẹp xuống phải không? Mẹp luôn. Nhìn ra chạy. Ừ. Nó tung ra một cái, tung một cái trúng hai cái trứng, một cái là bể trứng liền. Kỳ. Thiệt chứ không? Hôm nay có khi nào nó dốc chạy. Ừ. Rồi cha. Nên cả nó lầm lên mà. Lầm à? Đạp không kịp thì suốt nó cho dằn ra vô. Chụp rồi nó quất à. Như
có nó lại cho nằm ngay góc này. Còn đi gì giùm tao cái coi nó đi chơi bắt chuột mình năn nỉ trắng trắng hả. Dòm mấy heo rồi tôi cũng ra. Chị kênh ta kênh ta. Như to à hả? Đang ngộ hành toàn gánh bắt. Trong này gánh bắt là hắn hành luôn. Trỏ rồi sáng trưng rồi. Dạ nó cỡ cái rưỡi không dạng cả. Đó, ơi, đó bự đó. Bự ha. Nè cầm cái này lít. Ký rưỡi, ký rưỡi. Nó chỉ chăng là con này không tới rồi. Trút đi rồi. Ký mốt, ê nó chạy đâu rồi. Không không, nó đi đầu ra nè, đi đi đầu ra nè. Nó chạy ngược lại nè. Nó bị chung hàng này luôn. Đầu không, nó nằm đâu? Bên đó đó, bên cái máy em nè. Bên đâu còn được phải em đó. Gì vậy, em gì vậy? Mày rút tới, rút tới, rút tới. Đi đâu ra? Bắt đi chị. Đợi, bắt chị. Thôi, một bài nhỏ. Con này bự ta. Giống con qua ha mà nó mất tiêu một răng rồi. Con qua mặt trăng được rảnh luôn, con này mất tiêu. Con mặt trăng nè. Ừ. Thôi chạy em ơi. Hết chạy em ơi. Thôi con đừng có lái bạn nha chị. Lái nó rớt nước. Trời ơi. Đừng có xà xà xuống nha chị. Bự hơn con qua quá. Con qua nhiêu? 950. Cái coi. Trên trên. Rồi. Luôn hả? Ừ. Qua nó 1 ký 50 hết luôn bao luôn bao giải này nè. 1 ký 250. 1 ký 230, 1 ký 250 nhúng nhúng cái coi. Ôi giữ nặng hơn con qua. Lạng hả? Gần 100 gram. Hôm qua 1 ký 150, giờ 1 ký 230.
nặng hơn 80 gram. Trời ơi, da hết thân nha. Cho cho gác, cho gác, cho gác. Gặp của ai? Con quẹo quá. Ừ, da bự ha. Phải da con nãy không da ha, kêu nhìn ra. Con sáp bị bự không, con vô cái. Đâu phải da con nãy hả? Da này bự hơn. Này da rắn độc nè. Đen thui. Con khác. Con khác nữa hả? Đâu hai ba con như vậy? Chỉ có con sát dính lọt đó mới gần. Đâu? Của con quẹo quá. Con lọt con quẹo quá. Đó đây quá. Móc cái lỗ qua. Lệnh nói, lệnh nói. Coi chỉ đi hên chứ ta. Đi. Đây nè, bích, bích dế. Bên đây, là nước nóng lạnh luôn. Da mới lột còn còn hôi quá. Thấy chưa? Xin quay đi. À, đưa giờ đây. Bỏ chả đi nha. Đây lớp da nữa nè. Nó ngon ghê. Da rắn độc nó bóng đưa lên nắng nó bóng lưỡng lên. Bự ghê. Lùn lưu chắc. Thấy cây này. Cái này hết. Ơi. Chết mất rồi. Cua ốc rồi đó. Cái da nãy á. Không có. Lại tiếp cua nè. Đi nhà vậy, cho khác chị. Không quậy luôn. Trời ơi, cái làm nhỏ xíu như vậy đâu có dính nó bự được.
bắt chuột không nói. Chết luôn hả? Chết, chết, chết chuột nhưng rắn đâu chết. Chết. Một xíu rồi. Phải bự mình mượn được mà nó thôi trả lại đi. Làm gì đâu phải của cần hay ngãy đâu. Chết con quẹo quá. Dám giống. Cứ đổ thì quẹo à. Còn lưới đây nữa nè. Lưới nữa nè. Mấy anh bị rắn hay quá, phát hiện sớm, phát hiện chỗ có rắn hay quá. Trước người mất đây 5 chỗ con vậy. Nhưng mà hổm mình đi mình không có lên đây ha. Hổm mình đi mình tới gốc me hả? Coi bên kia kỹ coi. Hai này có đó. Chắc chắn không nhận ra? Chắc chắn. Chưa phải hết. Rồi lát con ngắt lên là hiểu hả? Ủa bài đang xả chụp lấy lọ chứ gì vậy cha mất gì vậy cha. Cái đó tôi chê bài mà đừng có trách, hờn trách gì đó. Hết bể luôn, hết bể luôn. Có giận hờn gì không? Chê có giận hờn không? Chê mất là công lợi. Ừ. Nói tới bữa này nên mình nói tôi làm lại được khác. Rồi. Đâu? Giờ giá tới rồi. Tôi kiếm con dây, tôi cọp. Nó vô cỏ tôi máng rồi hết, tôi kéo đi, dẫn đi coi. Kéo gì? Tụi con ở dân ca. Bên đó, đó nhà. Tụi con hả? Tụi con kêu quá trời à. Ừ, mới đẻ à. Tôi bị rồi bắt rồi. Hút luôn. Hút cái nhỏ nè. Qua đó ra. Chiều đó ngắt đâu. Chiều đó ngắt đâu. Hốt tụi con ra đi. Mày đâu ăn. Tới bên đó tập. Thấy nó chưa? Chưa. Chắc năm lạng có 4 lạng nữa. Mình chưa đem thắng xuống, nhét ra đi. Tụi nó kêu hướng nào. Nó kêu rần rần luôn mà không thấy nó đâu. Nổi, trỏ luôn rồi. Ủa. Kìa, những chết sâu. Lỗ này ra luôn rồi. Mấy đứa cậu bú ra đó. Còn hết nào đó không? Không. Hết này. Đâu có tiếng ra được. Không thèm nói gì là hiểu rồi đó. Mấy đứa gấp giác mà. Chị nhà em không giàu sang, vì anh không lừa dối. Mà tại sao em nỡ dối lừa? Thấy thấy lít lâu quá không tới là chạy xuống ha. Ơi, hai đứa vô trong đó đậu xe, cái hai đứa đi một chiếc trở ra lấy chiếc kia. Nè. Hả? Thì là xuống dưới đó đậu xe dưới lấy chiếc kia lên luôn. Lát mình qua nơi đó mình lấy xe mình về luôn.
khỏi đi ngược lại. Tới. Tới mà. Người ta biết lượng sức mà. Tới, đừng có cãi. Tới. Ừ, tới đó luôn á. Nè. Tới thì dư luôn, lộ luôn, ở tới. Ai như lít chọi sát mé. Lên hai chuồng xét rồi. Ổn thỏ rồi. Cố gắng lên thôi. Hôm nay chắc hơi ổn ổn chút xíu á. Qua này đi dàn chỉ không có để, không có phát hiện anh hai bắt được rắn nào hết. Nói vậy hả? Ừ. Chỉ thất vọng anh hai quá. Anh hai đi rồi hả? Ừ. Chỉ nè. Không bắt được cô gì, qua này hôm nay bắt được cô gì hay đi. Dạ, ừ, không có nhưng mà chắc ai. Cảo qua đây không vậy? Cái gì hai sao mà không được này? Ghế gì vậy? Ghế gì anh hai gì đó? Ghế gì không được? Ghế gì tổng? Ghế gì chưa thì... Kêu anh hai lấy chiếc thắt đó đi. Xe vừa thắng không được, chuyện xuống. Lên xe chạy vì chê quá chê anh hai. Rồi sáng là anh hai. Bởi vì nãy nhín cho con cua đồng mà. À, tính cho thằng anh hai ăn mà không thèm cho suy nghĩ lại, dứt luôn bụng. Quay trục quất thôi lại. Lội bùng dơ hai bắp chuối nó đen mùng rồi. Mà lội bùng dơ. Ê, trời ơi. Ê. Ôi. Qua cầu lúc chén nha ca. Rồi đâu? Này. Để nhìn ông kia che anh hai luôn. Nãy giờ nó che anh hai quá trời, nó hô anh hai cụ bắp. Nào mấy bữa nay bắt không được gì hết. Xui thôi. Thôi mấy anh em mình giờ kết thúc. Bây giờ về. Chắc ngày mai chủ nhật tụi mình nghỉ nè. Cho anh Giang anh sửa cái tiền chế. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Thấy ai gọi mày á? Dưới đất 5 tầm được cái